Ở đây chúng tôi tiếp tục cập nhật đến quý vị diễn biến giao dịch của các sàn chứng khoán thế giới. Thưa quý vị, dù không còn giữ được tốc độ đi lên và thanh khoản mạnh mẽ như phía đầu tuần, nhưng thị trường Mỹ đang chứng tỏ tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư khi vẫn giữ được sắc xanh ổn định. Giá dầu chỉ dao động từ mức 40 đến 41 đô la một thùng, được xem là một trong những yếu tố hỗ trợ tích cực cho Phú Quốc. Phiên giao dịch ngày đầu tuần vừa qua của thị trường chứng khoán Mỹ vẫn chỉ là một phiên tăng nhẹ. Trong đó, cả ba chỉ số đại diện là Dow Jones, S&P và Nasdaq đều tăng nhẹ từ 0,1 đến 0,3%. Riêng đối với S&P, đây là mức điểm cao nhất kể từ tháng 12 năm ngoái. Cổ phiếu ngành viễn thông và y tế dẫn đầu đà tăng điểm, còn cổ phiếu các doanh nghiệp chuyên kinh doanh nguyên vật liệu cơ bản và cổ phiếu ngành năng lượng là giảm mạnh nhất. Cho dù giá dầu thô vẫn tiếp tục nhích nhẹ, đạt mức từ 40 đến 41 đô la Mỹ một thùng, khép phiên lượng giao dịch toàn thị trường gần như ở mức thấp nhất tính từ đầu năm đến nay. Theo giới phân tích, Chính quyết định sẽ chỉ nâng lãi suất hai lần trong năm nay của Fed đã lấy lại phần nào sự bình ổn cho thị trường tài chính. Dù chỉ tăng rất nhẹ nhưng các nhà phân tích cho rằng điều này chứng tỏ chứng khoán Mỹ vẫn phản ứng tích cực trước các giải pháp hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế của nhiều ngân hàng trung ương trên khắp thế giới, trong đó có Fed và ECB. Còn chứng khoán châu Á thì là lại diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày hôm nay 22 tháng 3 do cục dự trữ liên bang Mỹ tuyên bố nền kinh tế Mỹ đủ tiềm lực để đối mặt với lần tăng lãi suất tiếp theo. Kết thúc phiên giao dịch ngày 22 tháng 3, chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng hơn 1,9%, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,35%, chỉ số asx 200 của Úc chỉ nhích nhẹ 0,05 điểm. Riêng chỉ số xăng 2 của Trung Quốc giảm 0,6%. Chứng khoán châu Á đã rung động trong phiên 22 tháng 3 do những bình luận từ các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã dấy lên thông tin các nhà hoạch định chính sách của nước này đang xem xét tăng lãi suất vào tháng 4 tới đây. Việc đồng yên Nhật mất giá so với đồng đô la đã giúp cho cổ phiếu của các nhà xuất khẩu lớn như Toyota, Nissan, Honda tăng điểm với mức dao động từ 1,2% lên 3,6%. Tại Úc, các nhóm cổ phiếu năng lượng như Rio Tinto hay BHP Billiton đều giảm từ 0,5% đến 1,5%. Giá dầu thô tiếp tục tăng trong đêm qua sau khi số liệu cho thấy tồn kho tại Cushing, Oklahoma giảm. Cụ thể, giá dầu đã tăng khoảng 0,1% lên 41,57 đô la Mỹ một thùng sau khi tăng 1,19% trong phiên trước dầu Brent ổn định sau khi chốt phiên trước tăng 0,8% lên 41,54 đô la Mỹ một thùng. Trong phiên dịch ngày hôm nay thì giá dầu thế giới ở các hợp đồng tương lai tiếp tục điều chỉnh và mất mốc 42 đô la một thùng. Hòa chung với giá dầu thì các loại nguyên vật liệu khác cũng giảm giá. Giá dầu trên thị trường châu Á tiếp tục điều chỉnh trong phiên 22 tháng 3. Trước đó, giá dầu đã có đà tăng mạnh mẽ sau nhiều dự kiện hỗ trợ, trong đó có thông tin trữ lượng dầu thô của Mỹ giảm lần đầu tiên kể từ tháng 1 năm nay, Tính đến ngày 22 tháng 3, giá dầu Mỹ giao tháng 5 giảm 6 sen còn 41,46 đô la một thùng, giá dầu Brent tức giá dầu từ các nguồn khác ngoài Mỹ giao tháng 5 giảm 12 sen còn 41,42 đô la một thùng. Chuyên gia từ ngân hàng ANZ cho rằng rủi ro hiện tại trên thị trường dầu cũng như các thị trường hàng hóa khác vẫn đang hiện hữu, sau 6 tuần phục hồi mạnh mẽ, tuy nhiên các chuyên gia cũng cho rằng đây chỉ mới là phiên điều chỉnh, đã tăng giá dầu vẫn còn tiếp diễn. Ngày 17 tháng 4 tới đây, 15 quốc gia sản xuất dầu chiếm 75% tổng sản lượng dầu thế giới sẽ nhóm họp ở Qatar nhằm ban kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu. Điện truyền thông của Mỹ vừa đưa tin là vào sáng nay theo giờ địa phương đã xảy ra vụ nổ tại ga khởi hành của sân bay Bruxelles khiến cho 10 người thiệt mạng và 30 người bị thương. Không lâu sau đó tại một trạm tàu điện ngầm của thủ đô nước này cũng xảy ra một vụ nổ khác. Ngay sau vụ nổ tại sân bay, thì các mạng xã hội đã nhanh chóng đăng tải các hình ảnh của hiện trường vụ nổ. Trên tài khoản Twitter của sân bay cũng cảnh báo mọi người không đến gần khu vực sân bay và các chuyến bay đều đã bị hủy. Đội cứu hộ khẩn cấp đã tập trung tại hiện trường. Các chuyến bay đều bị hủy và mọi người đều được sơ tán. Tất cả các chuyến tàu đến sân bay cũng bị trì hoãn. Truyền thông nước này cũng cho biết có người nghe thấy tiếng súng nổ và tiếng người la hét bằng tiếng Ả Rập ngay sau vụ nổ tại sân bay. Hai vụ nổ liên tiếp này xảy ra chỉ 4 ngày sau khi các đối tượng liên quan đến vụ đánh bom tại Paris vào tháng 11 năm ngoái bị bắt giữ tại thủ đô Bruxelles. Hiện cảnh sát nước này đang cảnh giác cao độ đề phòng bất cứ tình huống nào phát sinh sau vụ việc. Và thưa quý vị, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn xe buýt làm chết 13 sinh viên tại Tây Ban Nha, thì hàng chục người dân nước này đã đến bệnh viện đề nghị hiến máu giúp đỡ cho những nạn nhân bị thương, trong đó có nhiều người đang nguy kịch. Sớm ngày Chủ nhật 20 tháng 3 giờ địa phương, chiếc xe bus chở du học sinh đã gặp tai nạn trong địa phận khu tự trị Catalan của Tây Ban Nha khi tông phải một chiếc ô tô con ở chiều ngược lại. Đã có 13 người chết, 45 người bị thương, kể cả hai người trên ô tô con. Tính đến ngày 21 tháng 3, vẫn còn 24 nạn nhân lưu lại trong bệnh viện Vecher de la Cinta, bao gồm cả tài xế. Trong đó, có 6 người bị thương nặng và một người nguy kịch. Người dân địa phương đã đến bệnh viện để hiến máu giúp đỡ cho nạn nhân. Tôi đến đây vì tôi biết vụ tai nạn, Tôi nghĩ họ chắc chắn sẽ cần máu vì trong những vụ này thì thường thiếu máu lắm. Cú nạn của Catalan cho biết, du học sinh gặp nạn đến từ ít nhất 19 quốc gia khác nhau, họ là những du học sinh trong chương trình trao đổi du học sinh giữa các nước quốc gia EU. Qua kiểm tra, xác định tài xế xe bus không say rượu hay thuốc, năm nay ông đã 62 tuổi. 6 tháng sau vụ bê bối gian lượng khí thải của hãng sản xuất xe hơi Volkswagen bị phanh phui, ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đối mặt với nhiều thay đổi. Trong đó, những thị trường quan trọng như Mỹ và châu Âu cũng ngày càng đặt ra những thách thức lớn hơn về tiêu chuẩn cho các nhà sản xuất. Theo một báo cáo vừa được công bố, thì 15 nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới đang đối mặt với nhiều quy định nghiêm ngặt về khí thải tại các thị trường trọng điểm toàn cầu. Trong đó, tính đến nay có 7 đại gia sản xuất ô tô đã chi ra số tiền gần 5 tỷ đô la Mỹ cho các khoản phạt vì vi phạm các quy định về khí thải tại thị trường châu Âu và Mỹ. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại đã có không ít ông lớn trong ngành này bắt đầu chú trọng đến việc cho ra đời những sản phẩm phù hợp với các quy định nghiêm ngặt về khí thải tại những thị trường khó tính. Nissan là hãng sản xuất tiên phong trong việc cho ra đời những dòng xe đáp ứng tiêu chuẩn khí thải ra môi trường. Tiếp theo sau đó là Renault. BMW và Toyota, các nhà sản xuất này đã chú trọng đến việc cho ra đời những dòng xe hơi thân thiện với môi trường bằng việc sử dụng nhiên liệu sạch. Thưa quý vị, một mẫu iPhone mới với thiết kế nhỏ gọn, hướng đến đối tượng khách hàng thu nhập trung bình vừa được Apple công bố hôm đầu tuần, đại gia công nghệ của Mỹ này kỳ vọng là thiết kế mới sẽ góp phần đẩy doanh thu của iPhone hồi phục trên toàn cầu. Hôm ngày 21 tháng 3, Apple chính thức công bố cho ra đời mẫu iPhone mới có tên gọi là iPhone SE với kỳ vọng vực dậy doanh số iPhone trên toàn cầu. Trước đó, đại diện tập đoàn CEO Tim Cook dự báo doanh số bán iPhone của Apple trong quý 1 2016 có thể sẽ suy giảm lần đầu tiên trong vòng 9 năm qua iPhone SE được thiết kế màn hình 4 inch, có giá bán khởi điểm là 399 đô la Mỹ, được Apple nhắm vào đối tượng khách hàng tầm trung, tức những người có thu nhập trung bình, bởi đây là mức giá rẻ hơn rất nhiều so với giá bán gần 650 đô la Mỹ của dòng iPhone bán chạy nhất hiện nay. Nhiều chuyên gia cho rằng với mức giá này, iPhone SE của Apple hoàn toàn có thể cạnh tranh với những dòng smartphone khác trên thị trường hiện nay. Tập đoàn công nghệ hàng đầu nước Mỹ cũng không che giấu tham vọng tấn công mạnh vào thị trường Trung Quốc, vốn được xem là khu vực có lượng khách hàng tiêu thụ các sản phẩm smartphone nhiều nhất trên thế giới. Apple sẽ bắt đầu nhận đơn đặt hàng iPhone SE từ thứ năm tuần này trước khi sản phẩm chính thức lên kệ vào một tuần sau đó. Thưa quý vị, các nhân viên đang làm việc tại một phân xưởng của nhà bán hàng trực tuyến Amazon tại Đức đang bãi công và yêu cầu tập đoàn này tăng lương. Công đoàn Verdi cho biết là cuộc bãi công bắt đầu từ tối thứ hai và dự kiến sẽ kéo dài cho đến khi kết thúc ca làm đêm vào thứ tư tại phân xưởng ở Copland, nằm ở phía tây nước Đức. Công đoàn này thường xuyên tổ chức các buổi biểu buổi đình công tại các phân xưởng của Amazon trên khắp nước Đức kể từ tháng 5 năm 2013. Mục đích chung của những cuộc bãi công này đều nhằm đòi Amazon tăng lương cho nhân viên đúng với những thỏa thuận như yêu cầu giữa hai bên. Hiện tại Đức là thị trường lớn thứ hai của Amazon xếp sau Mỹ.